thân tôi. Hello mọi người. Ê không phải đâu, cái nền này bị đen da đấy. Cái nền này này, đen, đen lên, bị đen đi. Hả? Ở đâu chắc đang giữ trong kia. Oi chân á? Sao? Chắc là đang giữ trước. Xả một bi. Em thấy vẫn đẹp mà. Ừ. Em thấy vẫn đẹp mà. Mà bị đen mặt nhỉ? Ừ. Mà kệ đi. Tại cái nền đi chứ. Hello các ông. Xin chào chị Nguyễn Thanh. Hello, chào chị Trương Loan. Em chào chị Yến, chào chị Thủy Nụ. Chào Ly. Hello mọi người nhá, mọi người xe clip cho em này. Hôm nay không thèm ngồi lên luôn. Áo nỉ hồng hồng nhạt mà ôm hết rồi em ơi. Xe 5 nhóm nhá. Áo không đâu. Ghim ghim cho chị comment này. Hello bầu xinh, em là chị Trương Loan. Chả biết từ bao giờ cái danh này gắn với mình mới. Hello cả nhà. Ô nhưng mà camera hơi bị trúc, trúc xuống đất. Nhở? Yeah. Ừ. Hơi bị trúc xuống chân. Chết rồi. Mà bây giờ rửa lên thì không được cái cam này. Mọi người chờ chút nhá để em chỉnh cam. Baby doll có kiểu mới không? Đợt này không về baby doll rồi em ơi, về toàn nỉ thôi. Baby doll là hàng từ hè rồi. Baby doll là hàng từ hè nhá cả nhà, để em chỉnh cái này. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nào, lên 170 người. À 150 người đi, em tặng cái áo như em mặc nhá. Mẫu nỉ này đang cực kỳ hot luôn đấy ạ. Không có cái gì kê vào đây nhở? Cái này nó cứ bị lệch lệch cái khó chịu cực. Đấy. Chết rồi, phải đi mua cái khác thôi. Rõ ràng là chặt không nhưng mà chị xoắn chặt rồi mà nó vẫn bị chứ. Phải quay kiểu chéo chéo mới được, khó chịu cực. Mà cái góc quay chéo không đẹp. Anh muốn mà chị thế. Hello Lê Trần Như Tâm nhá. Mọi người chờ em một chút, em chỉnh camera này. Các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em với. Có chốt cho chị cái không thế. Chị Vu Thuy không chốt đơn à? Chị hỏi là có chốt đơn không kìa. Trả lời đi. Trả lời inbox chị đi. Hello mọi người. Rõ bụng lắm rồi. Ghế rồi. Mọi người xe clip vào 5 nhóm dùm em để nhận áo không đồng nhá. Cái áo như em đang mặc ấy, ở ngoài màu đẹp hơn trong cam. Trong cam nó đang bị xỉn, có thể do cái nền. Cái nền này làm cái áo bị xỉn đi. Chứ màu này ở ngoài mặc ok, không vấn đề nhá. Ở nhà cho cam màu áo nó bị xỉn xỉn đi. Nó cứ bị xỉn xỉn đi đúng không? Trong cam màu nó cứ bị xỉn xỉn đi á. Rồi ok, hôm nay tặng áo như em đang mặc nhá. Áo này đang rất là hot luôn. Áo nỉ mắt như em đang mặc này cực kỳ xinh nhá. Nhưng mà đi vào cam nó bị xỉn đi. Chứ màu ngoài ok hơn nhiều nhá mọi người. Chào Duyên Nguyễn. Với cả cái mẫu này thì chị Oi chân lấy một cái nỉ xanh cất cho chị ý kiểu ông hết đấy. Còn có 1-2 cái thôi. Nỉ xanh chữ 2 em chụp luôn cho chị đi, hỏi xem chị xem có đúng không. Bởi vì nếu không đúng là hello Lê Trần màu tí bám giá giật mình luôn. Giá rẻ dã man. Áo này xinh mà. Ở ngoài màu đẹp hơn, mình sẽ mặc một cái, em sẽ mặc một cái. Bình thường không mặc màu hồng bao giờ đâu. Bình thường là không mặc màu hồng bao giờ đâu. Nhưng mà hôm nay tự dưng nhìn cái áo này đẹp quá. Phải mặc một cái luôn. Ok mọi người chia sẻ live stream chưa ạ? Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giùm em đi nào. Mọi người chia sẻ live stream giùm em đi ạ.
Em ơi chụp nỉ phải chụp mặt, chụp chụp mặt trong. Mọi người ơi, những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ cho em bên nào đang giải quyết một khách. Em chắc chị oi chân để kỹ cho chị nhá, cần thiết thì bắt cọc thể. Chứ cái kiểu mà cứ lằng nhằng này là dễ vớ vẩn lắm. Hello mọi người, áo em mặc 90.000 thôi nhá. Rồi ok, bây giờ từ từ mọi người hãng mua. Bây giờ thử chơi game biết đâu lại trúng đây nhá. Mình đang bầu này. Cái nó xẻ vạt như này nhá, mình đang bầu nên bụng nó sẽ hơi bị lộ. Ok chưa? Nói chung là cái áo này bây giờ tặng, bây giờ chơi game tặng quà đã, tặng cái áo này đã. Rồi những chị nào mà không trúng thì hãng mua. Biết đâu may mắn lại trúng cái áo này khỏi mua. Biết đâu đúng trúng đúng cái áo mình thích thì sao ạ. Nói chung là nếu hôm nay trúng thì em sẽ cho các chị chọn áo nỉ kẻ. Cái mẫu nỉ kẻ mà hot hot nhá. Đây, cái mẫu nỉ kẻ này thì không ai còn lạ gì rồi. Bây giờ nhá, đấy nếu mà trúng game sẽ cho các chị chọn. Nếu chị nào không thích màu hồng thì sẽ được chọn sang áo nỉ kẻ nhá. Bởi vì nỉ kẻ dễ thì dễ mặc, còn màu hồng thì không phải là ai cũng thích. Như bản thân em thì là một đứa không thích màu hồng bao giờ, nhưng đến hôm nay áo này về thích quá tí em sẽ giữ một chiếc để mặc, bởi vì màu hồng ở ngoài không hề bị xỉn như trong cam. Mọi người lưu ý nhá, màu hồng ở ngoài không hề bị xỉn như trong cam đâu. Trong cam cái nền này nó em cảm giác nó đang làm bị tối mọi thứ đi, nên là chắc ngày mai phải đi thay phông quá, thay sang phông màu nâu ấy. Cái hôm mình đi mua ấy tâm đang một cái màu nâu nâu chắc là nó sáng hơn. Rồi ok mọi người chia sẻ đủ chơi viết số chị ơi. Thể lệ chơi vẫn như mọi khi, chương trình gương mặt thân quen. Những chị nào chưa chia sẻ, em ơi chia sẻ cho chị với. Nhưng ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ tối thiểu vào 5 hội nhóm giúp em. Chia sẻ tối thiểu vào 5 hội nhóm giúp em. Thể lệ chơi vẫn là khi chia sẻ đủ vào 5 nhóm. Khi chia sẻ đủ vào 5 nhóm này, em sẽ giơ một con số đây. Em sẽ giơ một con số bất kỳ đây. Rồi ok, con số may mắn của ngày hôm nay em đã có trên tay rồi ạ. Bây giờ em sẽ cho gợi ý. Và khi các chị đã chia sẻ đủ 5 nhóm thì sẽ được đoán 10 lượt nhá. Nhớ là chỉ đoán 10 lượt. Nếu đoán lần thứ 11 là em sẽ không tính đâu ạ. Thế nên là em sẽ cho gợi ý này. Các chị nhanh tay chia sẻ và đoán nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 60 đến 99. Từ 60 đến 99 nhá. View giúp em lên 195 người. Em sẽ cho gợi ý tiếp. Từ 60 đến 99 nhá. Nhanh tay comment và chia sẻ này. Từ 60 đến 99 cho em nhá. Từ 60 đến 99. Lê Trần Như Tâm ông đoán từ 60 sai luôn. Mọi người để ý nhá, không bao giờ chơi game. Thực ra là thi thoảng có lừa thì có cho vào số trong khoảng luôn, nhưng mà ít lắm. Cái đấy khó quá. Cho chị cái bút. Từ 60 đến 99 nhá. Để chị ghi gợi ý vào đây chị quên ý. Không đọc lại nhầm. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 60 đến 99 này. Từ 60 đến 99. 68 sai, 69 sai, 98 sai. Nào nhanh tay comment nhá. Những chị mà vào sau chưa kịp biết thể lệ thì vui lòng chia sẻ clip vào 5 nhóm rồi bắt đầu chơi đoán số với bên em. Phần quà của các chị đoán đúng số là sẽ nhận được hai chiếc áo nỉ cơ ạ. Chị nào đoán đầu tiên đúng sẽ nhận được hai chiếc áo nỉ. Và liên tiếp sau đó em hôm nay em tặng cho 5 chị luôn nhá. Liên tiếp sau đó em sẽ tặng cho 5 chị luôn ạ. Cái gì đấy? Nhân viên bên bạn gì đấy? Đọc inbox đi. Thuy kêu. Nhanh tay comment cho em ạ. Em ơi em trả lời chị gì kia đi nhá. Chị gì mà bảo là một cái đấy. Vu Thuy. 69 sai, 78 sai, 80 sai, 98 sai nào. Mọi người nhanh tay comment đi. Sao tự dưng view bị tụt nhờ, bị giới hạn đấy à.
66 size chị Phạm Hương nhá. Chị Cẩm Ly 96 size ạ. Nào nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi ạ. Chị Hoàng Anh Tina 90 size. Nguyễn Thị Cẩm Ly 93 size. Nào nếu các chị muốn đoán thêm ngoài 10 lượt thì vui lòng tiếp tục chia sẻ cho em nhá. Một lượt chia sẻ vào hội nhóm tương đương với 2 lượt comment đoán số nhá mọi người nhá. Chị Cẩm Ly 92 size, 82 size, 83 size, Thanh Tuyền 79 size, Diệu Tâm 62 size, Trần Như Tâm 88 size, Út Cưng 67 size, Phạm Hương 61 size nhá. Thảo Tâm 82 size này, chị Mai Nguyễn 77 size ạ. Mọi người nhanh tay, sao nó cứ bị tối tối nhỉ? Chị Hoàng Anh Tina 73 size. Nào mọi người ơi, nhanh tay comment. Ý chị ấn cho chỗ khác nó có sáng hơn không? Nhanh tay comment và chia sẻ cho em này. Những chị vào sau, view này làm sao ấy, nó không lên nổi quá 160, bình thường một phát lên hơn 200. Chia sẻ với chị với. 62 size, 76 size nhá, 88 size này. Các chị đẩy view cho em lên 180 người thôi. Đẩy view cho em lên 180 người. 180 người em sẽ cho gợi ý nhá. Chị Cẩm Ly 98 size mà thực ra đã có một gợi ý rồi này. Mọi người những ai vào sau thì nghe gợi ý nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 60 đến 99 á. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 60 đến 99 nhá. Hoàng Anh Tina 81 vẫn sai. Lê Trần Như Tâm 67 sai. Nguyễn Thị Thúy Hà 64 sai nhá. Thúy Hà nhá. Nào mọi người nhanh tay đi ạ. Có Nguyễn Thị Thúy Hà 80 sai tiếp. Hình như bị ẩn đấy. Tại sao đọc được của mỗi của 4-5 người này. Ok, Phạm Thanh Phương 88 sai. Chị Vũ Ngọc 83 sai, gần đúng rồi các chị ơi. Nguyễn Thị Thúy Hà 80 sai cho em này. Nguyễn Thị Cẩm Ly 97 sai nhá. Hoàng Anh Tina 84 sai. Nguyễn Thị Cẩm Ly 96 sai. Nào em sẽ cho gợi ý luôn cho nhanh nhá. Đây là một con số lẻ. Đây là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 60 đến 99 á. Từ 60 đến 99 và là một con số lẻ cho em này. Từ 60 đến 99 và là một con số lẻ nhá. Các chị nào chúng game 2 áo sẽ được nhận 2 cái áo này. Còn những chị nào mà comment đoán đúng số sau sẽ nhận được một trong hai chiếc áo này nhá. Tùy vào, tùy các chị chọn, tùy sở thích luôn. Ok chưa ạ? Nên là chị nào mà chưa thể thực hiện thể lệ chơi thì nhanh tay chia sẻ cho em nhá. Chị Cẩm Ly 61 size, chị Cẩm Ly ơi 63 size luôn. Số lẻ từ 60 đến 99 á. 84 size, 64 size luôn, 93 size luôn, 94 số chẵn nào mọi người ơi. Số lẻ từ 60 đến 99. Ôi chết. Từ 60 đến 99 và là một số lẻ nhá. Từ 60 đến 99 và là số lẻ. Em có thấy chị Hiệp Trương này. Áo mình mặc sẽ bán với giá là 90 ngàn thôi nhá. Nhưng mà lát nữa mới bán. Áo mình mặc 90 nghìn nhưng một lát nữa mới bán. Bây giờ mình đang chơi game nhá. Mọi người cứ chơi game đi, biết đâu mọi người nhận được cái áo quà tặng này luôn thì khỏi phải mua. Thích thì khỏi phải mua luôn. Minh Anh 89 size. Nào là một con số lẻ từ 60 đến 99. Gần đúng rồi đấy ạ. Gần đúng. Em thấy comment đúng không? Chị chẳng thấy ai cả, chị thấy thật comment quen quẩn cái số này từ nãy đến giờ. Nguyễn Gia Linh 67 size, gần đúng thôi. Ok, nhanh tay comment cho em này. Minh Anh ơi, Minh Anh comment 2 lần 89 đều sai nhá. Đinh Thư 93 size cho em này chị ơi. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Những ai vào sau chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ vào 5 nhóm rồi bắt đầu đoán một con số may mắn nằm trong khoảng từ 60 đến 99 và là một con số lẻ nhá. Minh Anh 91 size tiếp, đoán thấp xuống một tí đi nào. Đấy là cho thêm một gợi ý rồi nhá. Là một số lẻ từ 60 đến 99 và đoán thấp một chút xuống. Em mới thoát bớt 3G nhá. Mạng hơi yếu. Mạng yếu nên view nó có tụt đấy. 63 Minh Anh sai, Cẩm Ly 65 sai. Trời ơi, tôi bảo mọi người là đoán thấp xuống một tí thôi. Mà tại sao mà đoán thấp thụt đến mấy chục đơn vị vậy? Đoán thấp xuống một tí thôi là đúng rồi. 67 sai nhá, Phương Ri nhá. Ok, Phương Ri sai này. Bị ẩn hay sao? Ok, Thảo Tâm ơi, tiếp tục tương tác, không nhìn thấy comment của Thảo Tâm đâu ạ. Cẩm Ly 61 sai nào. Riêng Cẩm Ly thì phải đoán cao lên một tí. Không phải, cũng không hẳn một tí đâu, cũng hơi nhiều đấy. Ok, đã có một bạn comment đúng này. Mình đã nhìn thấy có một bạn comment đúng này. Đây là đang bị ngược nhá, số 87, không phải số 78 đâu ạ. Số 87 nhá cả nhà. Số 87. Ok, một chị comment đầu tiên sẽ trúng hai chiếc áo của bên em. Số 87 nhá mọi người nhá. Số 87. Chị Hiệp Trương em cũng không thấy comment đoán số của chị ạ. 87 mọi người nhìn thấy không? Chắc hơi mờ. Ở cam của em thì nét nhưng mà có thể sang máy mọi người sẽ bị mờ. Số 87 xin chúc mừng chị Vũ Hương.
Chị Vũ Hương vui lòng cáp lại màn hình đủ lượt chia, đủ lượt chia sẻ này. Chị Vũ Hương cáp lại màn hình đủ lượt chia sẻ. Ví dụ nếu chị mới comment 10 lần thì bên em chỉ kiểm tra đúng 5 lượt chia sẻ thôi nhá. Rồi, ok, bây giờ em sẽ tặng tiếp cho 5 chị này. Em sẽ tặng tiếp cho 5 chị mỗi người một chiếc áo, một trong hai nhá. Một chiếc áo kẻ này hoặc một chiếc áo hồng như em đang mặc này, ok không ạ? Tùy mọi người chọn luôn. Bây giờ mọi người comment giùm em với câu nói là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Mua áo không đồng. Đúng rồi, ẩn comment là chuyện bình thường mọi người ơi. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nào tặng cho 5 chị tiếp rồi em sẽ bán hàng nhá. View càng cao em càng tặng nhiều này. Mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Không phải 87 như mọi hôm đâu, vì em thấy các chị biết thể lệ chơi mọi hôm ấy. Comment nhanh quá thế thiệt. Thế thì sẽ thiệt cho những bạn mà vào sau không biết thể lệ nhá. Hello chị Phương Anh. Đầm hôm nay em chưa về, hôm nay chủ yếu là về nỉ này, khoác len đó chị nhá. Mua áo không đồng đi ạ. Đấy chứ mọi người biết thể lệ chơi mà. Nên mọi người comment rất là nhanh, nhưng bây giờ hôm nay phải đảo thể lệ chơi. Chứ còn chơi thể lệ như cũ thì thiệt, những bạn mà không hay mới á, mà mấy bạn khách mới thì không biết thể lệ chơi là không được tặng quà. Thế nên là phải đảo, thi thoảng phải đảo không? Mua áo không đồng nhá mọi người nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Mua áo không đồng nào, em chưa thấy comment của ai cả. Mọi người comment nhanh tay lên cho em nào. Vẫn đang hiển thị cái comment đoán số từ nãy là nào. Ở Hà Nội à em? Ở Hà Nội à? Đơn gì chưa chắc đã ship ấy, chưa chắc đã chốt đơn ấy, sợ chưa chốt đến. Rồi ok. Mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Kèm cái số điện thoại của các bạn chứ không phải là comment chứ. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nhé mọi người. Rồi ok. Em sẽ tặng đầu tiên là chúc mừng chị Phạm Loan một cái này. Chị Phạm Loan này nhớ các bạn lượt chia sẻ cho em nhé chị nhá. Chị Phạm Loan một cái này. Chị Phạm Loan một cái máy này hiển thị khác nhau ấy nhỉ, hai máy khác nhau. Chị Phạm Loan một này. Chị Nguyễn Lê một, chị Nguyễn Lê một ạ. Chị Nguyễn Lê một. Có một bạn gì đó chữ Hàn Quốc nhá. Chữ Hàn Quốc một cái, tên Hàn Quốc. Hàn Quốc hay Nhật gì đấy. Nhá. Tiếp từ từ kéo lên nó ở tận trên cơ. Rồi ok, tiếp tục chị Nguyễn Phương luôn này, chị Nguyễn Phương luôn này. Đừng quên cắp lại màn hình nhá, cắp lại màn hình cho em nhá. Không rồi lúc chia sẻ xong lại xóa là không được tính đâu ạ. Rồi ok, chị Thu Nga này, chị Thu Nga rồi ok. Chị Thu Nga nhá. Mọi người nhớ cáp lại màn hình. Nhớ cáp lại màn hình cho em này, chị Thu Nga nữa này. Rồi ok. Nhớ cáp lại màn hình lượt chia sẻ của mình nhá. Rồi ok này. Ok, bây giờ em sẽ bán cái áo em mặc. Bán cái áo em mặc với giá tri ân cho mọi người. Những ai đã chia sẻ live stream thì sẽ mua được cái áo em mặc với giá 90.000 nhá. Những ai đã chia sẻ live stream sẽ mua được cái áo em mặc với giá 90.000 ạ. Những ai đã chia sẻ live stream sẽ mua được cái áo em mặc với giá 90.000. Ngoài ra bây giờ em sẽ xả bom nhá. Bây giờ em sẽ xả vài cục bom của khách này. Áo mình mặc là 90.000 nhá. Đây giới thiệu qua cho mọi người về chất này. Áo em mặc bán với giá 90.000 các chị ơi. Chất đây nhá, chất nỉ da cá như này này. Nên là mùa này mặc rất là hợp luôn. Ok chưa ạ? Mà cái vạt của nó là vạt lệch như thế này, vạt lệch nhá, nên là thực ra là những chị nào bụng to là sẽ đỡ lộ đấy ạ. Bởi vì bản thân em đang bầu mà em mặc vẫn rất là ok. Chị nào lấy áo em mặc comment dùm em là 90k kèm số điện thoại nhá, cho đỡ nhầm. 90k kèm số điện thoại dùm em nhá. 90k kèm số điện thoại đấy ạ. Chị không thích cái gì đấy, bán hàng đi cả. 90k kèm số điện thoại dùm em nhá. 90k kèm số điện thoại đi ạ. 90k kèm số điện thoại để mua chiếc áo em đang mặc. Chất cực kỳ đẹp luôn. Cái giá này chỉ áp dụng cho ai chia sẻ live stream thôi. Nếu không chia sẻ em sẽ bán với một giá khác nhá mọi người nhá. 90k kèm số điện thoại này. Ngoài ra nhà em mới về. Thôi xả bom đi nhá. Cục bom rồi. Bây giờ em sẽ xả một cục bom của khách nhá. Còn cục nào em bước tới xả nốt. 90k kèm số điện thoại là mã số của cái áo em đang mặc nhá. Ai lấy comment là 90k.
Có khoác ngắn không em? Một lát nữa chị nhá. Hiếu ngoá. Hiếu Nga. Có thấy Nga, thấy Nga Quỳnh nhá. Có thấy Nga Quỳnh. Ô cái này không đẹp à? Không ai, không ai thích luôn. Không ai thích cái em mặc luôn. Ôi thật sự, em nói thật, ở ngoài màu đẹp lắm. Ở ngoài là màu hồng, nó không bị đậm hẳn như trong cam nhá. Trong cam màu này nó bị tối á. Trong cam màu này nó bị tối đi nhá. Chứ em khẳng định luôn là cái áo em đang mặc màu ngoài rất ok luôn. Trần Thủy gộp đơn hôm qua. Nếu mà hôm qua bạn chị đặt hàng rồi mà chưa thấy nhắn tin chốt đơn nhá thì là sẽ là chưa chốt đâu ạ. Bởi vì cái áo này em mặc, bởi vì cái nền này nó làm xỉn da đi, em khẳng định luôn. Chứ màu này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đứng ra xa màu nó có cho tôi nào. Ngồi gần thì cái màu nó cứ bị xỉn xỉn sao á. Nó không lên được thật màu. Có thấy chị Bích Ngọc thì khiếp lắm đấy. Người mới bao nhiêu cái? Cái này là ít 3 cái này. Có thấy Bích Ngọc này. Có thấy Bích Ngọc có một cái áo len màu xanh. Đây nha. Ôi một cái áo len chất cực kỳ dày luôn. Chất cực kỳ dày nhá, chất cực kỳ dày này. Chất cực kỳ dày, chị nào lấy áo này comment là áo len 100k dùm em, giá là 100.000 luôn này. 100.000 một chiếc áo len ạ, chất cực kỳ dày luôn nhá. Chất cực kỳ dày, bình thường là 150.000 đấy ạ. Ai lấy áo len 100k thì comment là áo len 100k kèm số điện thoại. Hà ủ mỉm comment gì đấy à? Hà ủ mỉm ơi. Áo len 100k kèm số điện thoại nhá. Sô cô la để số nhá, sô cô la mà lấy áo chị mặc thì để số. Áo này cực kỳ xinh luôn. Áo len 100k kèm số điện thoại này, xả bom này. Áo len 100k. Trong này có váy luôn này. Áo len 100k chị Hoa Chu này. Hoa Chu nhá. Yến Linh. Có nghe tên quên đấy nhỉ. Yến Linh. Đấy đây là mấy thánh mà đặt hàng rất là vô duyên. Rảnh háng quá ở nhà đặt hàng. Em nói thật với các chị luôn, bán một cái áo nhá, lãi được 30.000 một đơn. Một đơn hoàn về là mất tầm 70-80 nghìn. Tức là bán 2-3 cái mới bù lại được cái số tiền đấy. Có khổ không ạ? Quá khổ luôn. Mà có những cái bán mà không lãi cơ. Bán mà không lãi một đồng nào cơ. Chưa kể hôm mua hàng sale còn trả lãi đồng nào. Có những cái xả lỗ. Mà thế nào các bạn ấy vẫn bom cho, khổ đời. Không bán chân váy nhá. Sô-cô-la, chân váy thì thiếu gì em ơi. Chân váy cứ chân váy xòe là mặc hợp. Chân váy chữ A hoặc chân váy xòe đều hợp nhá. Ôi còn ai nhớ cái váy này không? Còn ai nhớ cái váy này không ạ? Cái áo kẻ vừa nãy đâu nhỉ để chị mặc? Quá rảnh luôn. Cái váy này chị áo lấy em để giá 40.000 này. Cái váy này thì quá không còn lạ lẫm gì với mấy chị khách nhà em nữa nhá. 40.000 xả lỗ luôn nhá. V40k đang bị nhăn màu hồng. Màu hồng nhạt nhá. V40k kèm số điện thoại cho em. V40k kèm số điện thoại cho em nhá. Đây ta. Hàng xuất khẩu size L. Nhưng mà cái này chỉ size M thôi, size L cho hơi ấy. Đây nhá, cái váy này nhá. Cái váy này em để với giá là 70.000 cho chị nào lấy. Ai lấy comment là V70k dùm em. V70k dùm em nhá. Váy 40k chị Diệp Tuyết. Đây nhá, 70.000 này, hàng xuất khẩu nhá. Chất cực kỳ đẹp. Chất cực kỳ đẹp nhá, size L. Nhưng mà thực ra cái váy này chỉ size M thôi. Chứ size L mặc chất chật đấy, size M thôi. Đây nhá, V70k kèm số điện thoại đi ạ. Không có số không chốt được đơn nha. Không có số không chốt được đơn đâu ạ. V70k cho em này. V70 cành. Ôi cái váy này các chị còn nhớ không? Xinh dã man luôn, màu nút nhá. Mặc cực kỳ trắng da. Ê chị thề luôn, trong cam bị xỉn đi nhiều luôn đấy. Phải thay nền thôi. Đây nhá, cái này nhá. Cái này thì một là các chị mặc kiểu cúc ngực, hai là các chị cho lên để mặc thành kiểu trễ vai như này được nhá. Đây là kiểu trễ vai, cái váy này cũng 70.000. Ai lấy comment là nút 70k dùm em. Nút 70k dùm em nhá. V70k chị Bùi Hoàng Phương Anh này. Chị Bùi Hoàng Phương Anh. Cái váy này ai lấy comment là nút nhá. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam cực kỳ nhiều. Màu này trắng cực kỳ luôn nhá. Váy này không có màu đen đâu, đây là mình đang xả hàng bom của khách thôi. Nút chị Phạm Hương. Nút là chị Phạm Hương này. Chị Phạm Hương lấy nút nhá.
set vàng. Cái này có tận mấy xứ cơ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cơ. Hay lắm, ai đây? Nga Nguyễn. Gì đấy? Cọc thẻ vẫn không lấy. Đấy, cuộc đời có những chị cọc thẻ vẫn không lấy hàng cơ các chị ạ. Em thề luôn, đời nó buồn cười lắm. Rõ ràng cọc cái thẻ điện thoại rồi vẫn không lấy hàng. Thế nên là bây giờ không tin được ai đâu. Ơ, cái váy này màu đỏ của đấy bị out ra. Out ở đâu ấy nhở? Em ơi, một đấy out cái váy này màu đỏ đây. Trong này có một cái màu vàng thì chị bán luôn. Đây, trong này có một cái màu vàng. Tiếp này, một cục bao nhiêu món luôn. Cọc thẻ vẫn không lấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây thì, à đây đúng rồi, trừ các cái này. 2, 3, 4, 5, 6. Cọc thẻ vẫn không lấy ở cái nhà này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi ok. Ship Hà Nội 22.000. Ship Hà Nội 22.000. Ủa cái gì đây? À cái váy ba lỗ con gấu ai lấy để 30.000 nhá. 20.000 luôn này. V20K. V20K kèm số điện thoại. V20K kèm số điện thoại. Một cái váy lụa hàng Quảng Hà, hàng Quảng Châu này. Đây, ui giời. Hàng Quảng Châu bị nhăn hết rồi. Thật bọc trong bọc. Cái váy cực kỳ xinh, bình thường là bán giá 220 đấy ạ. Chị nào lấy em để 130.000 luôn nhá, 130.000. Ai lấy comment là V130 giùm em. V130 giùm em nhá. V130, V130 này, cái này thì tầm size SM thôi nhá. Size SM cho em. V130, V20K Ngọc Ánh. Này đây nhá, V130. Cái này em bán lỗ rồi, bình thường bán là 220.000 hay 210.000 gì đấy. 130.000 nhá, size SM. Size SM V130 Bùi Hoàng Phương Anh. Váy này nhá, chị nào lấy em để 70.000 luôn. V70K cho em này. Cái này thì size ML đều vừa. V70K, V70.000 nhá. V70K. Đây này phải lâu lắm rồi nhỉ. V70 cành, V70K cho em đi ạ. Một set cực kỳ đẹp này. Thu Trang V70K. Một set bao gồm một cái chân váy bi trắng kèm với một cái áo trắng như này nhá. Ôi cái áo tăng mát xịn chưa? Xịn cực kỳ luôn đây. Cả một set này nhá, chị nào lấy em để với giá là 85.000. Ai lấy comment là set 85k. Như này nhá, ai lấy comment là set 85k. Xem set này size gì. Này tăng mát xịn dã ma luôn. Set này chắc khoảng size M đấy. Cặp chun này co giãn mà. Khoảng size M nhá. Set 85k. Đầm bông xanh vừa nãy hết hàng rồi ạ. 85k nhá, cái áo chất xịn dã man luôn này. Chất xịn lắm. Em ơi, Hoàng Thu Nga có được trúng đâu. Hoàng Thu Nga không phải nhá. Nga Lê hay là cái gì đấy cơ mà. Có phải là Hoàng Thu Nga đâu, có tên không không không, các bạn nào tên ba chữ à. Set 85k kèm số điện thoại cho em nhá. Cái set này xinh lắm. Hoa chu này. Hoa chu set nhá. Hoa chu lấy set này. Ui giời. Váy này 70.000 luôn nhá. Ai lấy comment là V70K giùm em này, size SM. V70K. Tôm tép là cái gì hả bà Nguyễn Hà ơi? V70 70K em ơi. Ok, có bạn tên là Thu Nga đúng không? Có bạn tên là Thu Nga chứ không phải Hoàng Thu Nga em nhá. Chị đọc tên đúng Facebook chứ chị không hề đọc. Chứ chị không hề đọc tên Facebook của em nhá. Cứ tên đúng Facebook này. V70K size SM. Hàng này là xả hàng carbon nên đừng có ai có kiểu là chốt xong rồi chọn lại nhá. Mấy hôm nay em chốt hàng thấy có mấy chị cứ chốt tranh chốt 5 6 cái không chọn lại lấy ba cái em không bán đâu. Mua cũng được, không mua cũng được, em sẽ không bán. Anaha lấy V70 này. Đầm hoa này. À đây là set. Thế mà tưởng đầm. Set nhá các chị nhá. Set dăm. Đây vẫn còn nguyên mác đây. Set dăm này bao gồm một cái áo 2 dây như thế này nhá. Một cái áo 2 dây tầng. Sô cô la để số kìa.
Và cái quần sô cô la lề áo chị mặc à? Sô cô la em lề áo chị mặc à? Đúng không? Em lề áo chị đang mặc đúng không? Đây. Và một cái quần như này, cả một set này giá 80.000 cho chị nào lấy. Ai lấy comment là set 80k, con set này chỉ tầm size SM thôi, size L không vừa đâu. Váy 70k trắng hết rồi ạ. Cái này tầm size SM là vừa nhá, chun neo đằng sau co giãn này. Ok. Em lấy một áo chị mặc này, ok này, sô cô la một áo đang mặc này. Áo hồng em đang mặc là 90.000 chị nhá, 90.000 thôi ạ, áp dụng cho ai size lip. Áp dụng cho ai size lip, set này ai lấy em để 80.000, ai lấy comment là set 80 giùm em. Set 80 nhá, có hai món luôn, cái set này mặc lên chảnh cực kỳ luôn. Mà thôi chị nào lấy để 75.000 luôn, 75.000 luôn cho nhanh. Set à, cái áo mình mặc là 85.000, cam kết màu ngoài đẹp hơn, đẹp hơn, đẹp hơn trong cam. À đâu 90.000. Đẹp hơn trong cam. Đẹp hơn trong cam nhá. Váy chân váy chị mặc hết rồi em ơi. Đây xả một cái váy màu đỏ này, khách vừa ao này. Không biết còn hàng không ấy, Lệ Giang ơi, chị vừa hôm nay chị ra nhưng mà chị không để ý là còn hay không. Áo em mặc là chất nỉ ạ. Áo em mặc là chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nhá. Chờ một chút em sẽ quay áo em mặc. Đây ạ, cái váy này các chị ơi. Cái váy đỏ này nhá, váy đỏ này hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu ạ. Ai lấy váy này em để 110.000 em xả lỗ nhá. 110.000, ai lấy comment là 110 kèm số điện thoại. 110 kèm số điện thoại giùm em nhá. Con này cũng size SM, khoảng 58 cân đổ về là vừa. Em chào chị Tôm Tép. Đây nhá. Áo kẻ là 89.000 ạ, áo kẻ 89.000. 110 Huyền Trân Nguyễn. 110 của Huyền Trân Nguyễn này. Bây giờ em giới thiệu qua cái áo của em một chút này. Qua cái áo của em một chút nhá. Đây chất cực kỳ đẹp luôn này, cho các chị xem chất thoải mái nhá, chất nỉ da cá. Với cả màu ở ngoài nó đẹp hơn trong cam đấy ạ. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam, mẫu này em cực kỳ thích, em cũng lấy một chiếc để mặc rồi ạ. Em ơi, lấy cho chị một tập này chứ chưa cầm xuống. Cái áo em mặc là giá là 90.000 nhá, áp dụng cho chị nào đã xe lít. Ai lấy cái áo em mặc comment là 90k. Vừa thì vừa, nhưng mà nếu mà em cao một chút thì nó sẽ đẹp, nếu mà em lùn thì sẽ không vừa nha em nhá. Em có lấy không để chị chốt cho người khác em ơi. Cái áo em mặc khoảng 60 cân đổ về vẫn vừa luôn này. Cái áo em mặc khoảng 60 cân nha, em đang bầu. Em đang bầu nên là có thể mặc đồ lên nó sẽ không chuẩn như mẫu đâu. Áo hồng 62 cân chắc không vừa đâu ạ, 60. Nhưng mà thực ra em mặc vẫn đang rộng lắm mà em bầu ấy, có khi 62 cân vẫn vừa ấy. À, thực ra là em đang bầu mà em mặc vẫn đang rộng. Đó, áo hồng của em mặc ai lấy comment là 90k. Ôi, em không hiểu vì sao các chị không thích luôn. Có thể là lên cái cam này nó bị xỉn, chứ em nói thật, áo này ở ngoài đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Chẳng mấy khi mà em khen một cái áo nhiều đâu ạ. Chị Huyền Trân Nguyễn không vừa em hủy đơn đi. Cái váy 110 còn ai lấy nữa nhỉ? Còn một chị nữa comment. Cái áo này nhá, cái áo này em xả 69.000 một cái. Chị Hạnh Nguyễn có lấy cái váy 110 không ạ? Chị gì kia, chị Tiêu Tiêu lấy áo hồng 90k này. Chị Tiêu Tiêu lấy áo hồng 90k này. Cái này là 69.000 một chiếc nhá. Con này chất cũng cực kỳ đẹp. Không, hôm qua là bán 65 à? Ờ, 65.000, sorry mọi người. 65.000 nhá, em cam kết chất đẹp này, không có hàng chất xấu luôn nhá. Này tang mác đầy đủ nhá, chất cực kỳ đẹp. Em có thấy chị Hanh chân. Cái này 65.000, ai lấy comment là 65k kèm số điện thoại giùm em nhá. 65k kèm số điện thoại. Chị nghĩ em sẽ không bán được đâu. Sẽ bán được ít. 65k kèm số điện thoại ạ. Chị nào lấy cá này comment 65k kèm cả số điện thoại cho em nhá. Còn khoảng chị Hạnh Nguyễn lấy kìa. 65k kèm số điện thoại này. Huỳnh Nhi một cái 65k này. Ống tay của nó là ống tay hơi lê nhá. Chị Huỳnh Nhi 65k này. Huỳnh Nhi 65k. Những cái sản phẩm sale này thì mọi người vui lòng chọn thêm một sản phẩm nhá. Bởi vì một cái áo này nhà em đang sale luôn. Sale hầu hết là không lãi rồi, nên là sẽ không ship được từng một cái đâu nhé. Mà chịu ship của mọi người cơ. Chị Hoàng Oanh 65k. Chị Khoai ơi, chị lập link mới à? Linh Vũ là chị Khoai đại ca. Chị Hoàng Oanh một cái 65k còn ạ. Có áo báo không á? Áo da bào báo em không có đâu ạ. Chị Hoàng Anh một cái 65 này. Chị Khoai. Em chào chị Hạnh Nguyễn, lâu quá rồi cũng không thấy chị. Chị Khoai một cái này, chị như đấy chị Khoai đại ca đấy. Chị Khoai chắc chỉ có Khoai đại ca thôi. Cái này 65.000 quá rẻ luôn, em còn khoảng hơn chục chiếc thôi. Ai lấy thì lấy nốt cho em, hôm nay mua sắm trả xôm thì chán phải buồn bán. Chị Hạnh
chắc mình hết duyên rồi. Mình hợp nhau. Cái áo trắng này còn hai cái cho em này. Hàng chị em đã cho đi đâu? Mà hôm nay em cho đi. Đây, cái áo trắng này em còn hai cái nhá, 85.000 một cái thôi. Cái áo nỉ trắng này thì 85.000 một cái, còn đúng hai cái. Ai lấy comment là 85k, em có thấy chị Hanh chân. Ai lấy comment là 85k kèm số điện thoại giùm em. Em ơi, trên kệ có cái hàng mẫu set đỏ không? Mình thì có, vứt đây chị. Thu Trang đặt cái gì đấy? Thu Trang đặt cái gì nhỉ? Thu Trang đặt gì á? Hôm nay các chị mua sắm chán đấy nhở? Các chị thích gì để em quay nhá? Chứ cứ nói bạc cả họng ra. Trái đặt cái gì chán đời. Nguyễn Quỳnh có hôm thì chốt tranh nhau. Ơ cái váy 70.000 có người chốt em không nhé nhở? Chị đọc rồi mà. Cái đen màu trắng ạ. Cái kia màu trắng, cái này màu đen. Có hai cái thôi. Ơ không, cái này cũng có bạn chốt rồi đấy. Ơ thật mà, có bạn chốt cái đấy rồi, đưa chị. Chắc chắn có người chốt rồi. 85k của Huyền Hương này. Xả bom nhưng mà có vẻ ngày nào cũng có hàng bom đâu hả? Khổ thế. Mà thực ra là cái giá này ý, là quá rẻ rồi, cũng chẳng lời lãi gì của mọi người đâu. 65k ngày nào cũng có người bom thì em chết. Cái váy này vừa lấy có ai chốt không ạ? Ai lấy váy này comment là V70k cho em nhá. Váy này cực kỳ dễ mặc luôn này. Màu đen trơn, đuôi cá trắng. Ai lấy váy này comment là V70k nhá. Váy này xinh này. V70k kèm số điện thoại giùm em. V70k kèm số điện thoại. Đây này, cái này hôm qua cũng chốt tranh này. Nhưng mà lại hủy ra, vô duyên không chịu được. Ngọc lấy này, ok Ngọc này. Cái váy này 60.000 nhá. Size L nhưng mà chỉ size M vừa thôi. Cái váy này 60.000 này. Mang xịn dã man luôn. Đây. 60k. Ai lấy comment là 60k, V60k. Nói chung là mất hứng là khó bán hàng lắm. Mất hứng là chán chẳng muốn bán đâu. Mà chị hay bán theo hứng ấy. Hứng lên thì bán, chả hứng thì thôi. Đây là váy 60 à? Vâng. Chị Khoai chốt váy 60 nhá. Cái áo nỉ áo kẻ nhé em mặc này. Áo nỉ kẻ này 89.000 này. Áo nỉ kẻ này nhá, về đợt cuối cùng luôn. Hôm qua xưởng sót 50 chiếc. Nhưng em cũng bán gọi chung là hết tầm hơn 20 chiếc rồi. Còn khoảng 30 cái thôi. Ai lấy thì comment là V89K này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Có váy cho người cao 1m50 gầy 42 cân không? Chắc là có nha em ơi. Nhưng mà đợt này nhà chị hơi ít váy. Bởi vì vừa này sang vụ thu rồi. Đây có một set này đẹp này. Hàng Quảng Châu. Set này còn mấy cái này. Có set này váy này đẹp nhá. V89K của chị Khoai này, sô cô la này. Đâu nhỉ? Ừ. Chị Khoai này, sô cô la này. Con kia cứ làm sao nhỉ? Chị Vu Thuy dồn đơn hôm qua này. Chị Vu Thuy dồn đơn hôm qua này, chị Lê Hồng này. Chị Hạnh Nguyễn 89 này. Chị Hạnh Nguyễn là mấy mã này này. Còn mấy chiếc nha, ai chốt nốt cho em nha, 89k kèm số điện thoại. Cái váy đâu đây là cái nỉ mà chị ơi, cái áo nỉ mà. Hồng Cúc 89 này. Ok chị Hạnh Nguyễn. Chị Hạnh Nguyễn dồn đơn rồi. Chị Hồng Cúc. Chị Anh Nguyễn vừa đơn vừa đấy à? Set này thì em chịu rồi, không mặc thử được cho mọi người. Em ơi chị một cái... Có cái móc dư nào không? Có cái móc dư nào không? Ê, hết móc rồi à? Trên sau em có móc không? Đưa cho chị một cái thôi.
Đây nhá, cái mẫu em đang mặc này 89.000 nhá, chất cực kỳ đẹp. Nó có bo đấy, nó có bo này. Ai thích kéo xuống cũng được. Nhưng mà như em đấy, em hay mặc lên trên nhìn cho chân nó dài. 89k kèm số điện thoại nhá. Đây bây giờ em lên một cái set Quảng Châu rồi nhá. Rất là xinh luôn, set gồm mà một cái váy kẻ. Cái này còn khoảng hơn chục set thôi. À không đến chục set đấy, 7-8 set gì đấy. Đây nhá. Set bao gồm một cái váy này, một cái váy 2 dây chất cốt tông nhá. Kèm theo một cái áo nỉ như thế này, cũng là kiểu chất da cá đấy. À không, cũng là chất cốt tông dày. Thích hợp mặc mùa thu nhá đây. Kèm thêm một cái áo này, tức là các chị có thể mặc lệch vai ấy. Đây, em sẽ luồn vào cho các chị xem. Em ơi cho bạn chị vào. Bây giờ em lên một cái set này trước nhỉ. Set váy 2 dây kèm áo khoác len màu đỏ. Cái này đều là chất len mỏng nhá, như này nhá. Set này là 99.000. Cái set này thì chỉ có giá 99.000 thôi. Set kia Quảng Châu sẽ đắt hơn một chút. Cái này là 99.000 nhá, cả một set là 99.000. Cái này em cũng chịu ơi, bầu không mặc được thử cho mọi người. Set này khoảng 57-58 cân đổ về mặc thoải mái này. Bao gồm một cái váy 2 dây như thế này nhá. Một cái váy 2 dây và kèm theo một cái áo khoác. Chị Khoai một set 99 này. Chị Khoai một set 99 nhá. Tiếp còn ai lấy set 99 không ạ? Ai lấy comment là set 99 kèm số điện thoại giùm em. Đây. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp nhá. Áo mình mặc là 89.000. Nó quay cứ làm sao thì thế không? Dốc cái livestream này làm sao ấy. Để chị thoát đi, thoát ra. Anaha một set 99 này. Anaha một set 99. Hoàng Tộc dồn đơn hôm qua set 99. Em ơi, chắc ai phải ra ngoài. Ở trong này còn không? Ở ngoài kia chắc còn khoảng chục set thôi là hết rồi. Còn ai lấy set 99 không ạ? Ai lấy set 99 comment là set 99 kèm số điện thoại nhá, hai món nhá. Chị Thủy Dương hết rồi. Thì em sẽ lên vào quần. Ở ngoài kia thôi được chị Thủy Dương một set 99 này. Thủy Dương một set 99 cho em này. Còn ai lấy set 99 không ạ? Còn khoảng 7-8 set là hết thôi. Cả cái set này là 99.000 nhá. Em đang bầu nên em không mặc thử được mọi người nhá. Làm móc treo xong. Set 99.000, chất cực kỳ ok luôn nhá. Chất len tăm này, cực kỳ ok luôn. Cả set này là 99.000, đây là bán giá tri ân. Chứ ở ngoài họ bán các chị giá cao hơn nhiều. Tiếp đến set váy kể cho em nha. Set này là set Quảng Châu. Set Quảng Châu này các chị mặc kiểu như này nhá. Đây này. Nó là kiểu như này này. Đây. Kiểu lấp lửng hiểu không? Lấp lửng. Set này giá giúp em là 149.000 nhá. 149.000, nó là hàng Quảng Châu nên là giá nó sẽ cao hơn đấy ạ. Với cả các chị các chị về mặc có thể tách được. Cái áo này về mặc tách set thoải mái luôn cho em nhá. 149.000 cả một set tính ra có 70.000 thôi. Quá rẻ luôn đấy ạ. Nó em chỉ còn ít thôi nhá, không còn nhiều. Chị Khoai đại ca một này. 70 cân không vừa đâu chị ơi. 70 cân thì không vừa được cái set này đâu ạ. Chị Anna Trần một set 149 này. Đây là giá đã sale nhá. Giá đã sale nhá. Một set là 149k. 149.000 cả một set như này mặc cực kỳ xinh. Các chị ơi, các chị thích thì các chị tách cho em mặc một mình cái này, xong rồi khoác thêm một cái cardigan ok thoải mái luôn. Tức là ví dụ các chị mặc cái này này xong khoác thêm một cái cardigan đen ở ngoài. Còn cái áo này các chị tách set được, tức là ý là mua một bộ về là mọi người có thể mặc được rất rất là nhiều kiểu luôn. Chị Nguyên Ly một set 149 này. Chị Nguyên Ly 57 cân cao mét bao nhiêu hả chị ơi? Bởi vì thực ra là cái váy này, Cái váy này đây này, nếu mà như em đo thì em cũng chắc là cũng gần vừa, nhưng chẳng qua là mặc nó sẽ bị bó. Nhưng mà thực ra nếu mà bụng của các chị mà bị to ấy thì nó cũng có cái áo này nó che bớt rồi ạ. Bởi vì các chị mặc cái này thì nó cũng che bớt cái bụng rồi. Còn ai lấy set 149 không ạ? 149 là gồm hai món này nhá. Em còn khoảng mấy set thôi. Anna 2 bảo gom đơn. Hình như là còn hai set này là hết rồi. Set này còn đúng 2 set là hết nha. Set này còn đúng 2 set là hết này.
ơi, treo lên này. Còn đúng 2 set 149 là hết nhá. Có một cái áo nhỉ mũ màu đen. Dáng váy. Áo nỉ mũ màu đen, màu đen dáng váy này. Đây, áo nỉ mũ màu đen dáng váy nhá. Nỉ mũ màu đen hôm qua bán bao tiền nhỉ? Cái nỉ mũ màu đen dáng váy này giá là 90.000 luôn đi này. 90k. Ai lấy comment là 90k nhá. Chị Cầm Vong lấy một set 149. Set 149 ấy, em chỉ còn một set thôi. À đâu đây này. Hai, còn đúng 2 set 149 hết này. Set 149 chỉ còn 2 set thôi nhá. Cái này ạ. Cái này giá là 90 cành. 90.000 nhá. Có mũ dáng dài này, các chị mặc thành váy được ok luôn. 90.000 nhá, dáng dài. Mặc được thành váy nhá. Đây này. Còn. Cái live stream này làm sao ấy, hay là để em phát lại các chị vào xem lại nhá. Để live stream này cứ hấp hãi. Đều là áo nỉ mũ đen ấy. À, đây là áo, đây là váy khác nhau ấy. Đây là váy này. Đây là dáng váy này, đằng kia dáng áo à. Mọi người ơi, cái váy nỉ này không ai lấy luôn.